Xin chào chương trình. Tôi được một người thân cho một cây dây thiều canh để trồng ở vườn nhà. Nay đã được một năm, cây phát triển khá tốt, cho nhiều cành và lá xanh. Xin hỏi là cây dây thiều canh tươi có dùng được hay không? Cách dùng cây dây thiều canh tươi cho bệnh nhân tiểu đường như thế nào? Chào bạn, cây dây thiều canh nổi tiếng là tác dụng hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đây là một loại thảo dược được rất là nhiều bệnh nhân tiểu đường coi như là một bảo bối giúp ổn định đường huyết, luôn cần có bên mình. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây dây thiều canh tươi có nhiều công dụng như là hạ huyết áp, giải độc. Đối với bệnh hạ huyết áp và điều trị tiểu đường thì cây tươi với cây khô có tác dụng như nhau. Cách dùng cây tươi là mỗi ngày bạn lấy 100g đun với 1 lít rưỡi nước, đun cạn còn lại 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 15 đến 20 phút. Ngoài ra thì để biết tìm hiểu thêm về công dụng cũng như là cách dùng của dây thiều canh thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.